Dương ơi, hồi xưa á Dương, bà tính bà đi thi quốc tịch á, cái bà gặp ba chị đó cũng vui lắm. Bà nói sáu hay sáu, sáu thi mà sao đi vô, bà gặp cái ông Mỹ mà trắng tươi mà cao ráo mà đẹp trai á là rớt hết. Ba chị đi thi không có người nào đậu hết trơn em, rớt hết. Cái bà nội nói trời ơi, chả biết sao giờ chị Mai. Thôi kể em chị Đại biết sao giờ. Mới vừa vô, mới vừa ngồi, đang dòm dòm nhìn ra bài, cái ông ra kêu sáu ly. Cái bà nội dép, ông cứ theo ông đi vô, rồi đi vô. Nó xích đáp ly giờ. Cái bà nội đứng đứng chưa dám xin thôi đâu, cái ông nói tiếng nói xin đi, xong rồi ngồi xuống nói thank you. Ông nói what's your name, my name is Sally, where are you from, I am from Vietnam, where do you live, I live in South Jersey, how long, almost 4 years. Hỏi why do you be United States, thôi trời đó bà đồng chưa trời, why do you want to be the United Citizen, bạn bị khơi thì United Freedom được hưng trị. Bà nội nghĩ là nước Mỹ là nước tự do. Ông hỏi bà nội do you believe in the Constitution and of the men of the United. Thì bà nội nghĩ chắc ông hỏi hiến pháp Mỹ là gì. Bà nội từ tôi đúng. Và bà nội trả lời đại giấy tay đúng. Cái ông nói với bà nội là ông hỏi bà nội với tổng thống đầu tiên là gì. Ông hỏi who were the first president live in the United. Bà nội đọc rồi Trọc Washington qua đầu phết rồi đang đang liếp United. Cái ông cười cười, cái ông giờ mà nội, ông nói mà nội thi đậu rồi. Cái bà nội mừng quá, mà ông hỏi mấy câu cũng nhiều lắm, mà giờ mà nội quên rồi. Hai chữ nào biết thì vét, trả lời không biết thì nó cứ né vờ, mà ông hỏi cũng nhiều lắm. Bây giờ mình lâu quá mà nội cũng quên rồi. Cái ông nói bà nội ký tên, vô ông ơi, cái full name, bà nội ký full name mà chắc ký luôn cả tên cả họ vô hết. Bà nội ký xong rồi, ông đứng bắt tay, ông nói bà nội là bà nội đậu rồi. Ông đưa bà nội đi ra ngoài, ông nói con ra tôi lấy sẵn. Bà nội nói chắc không chúc bà nội quá, bà nội nói dài quá thánh kiều. Ông vô thấy bà nội ông cười. Cái về cái bà nội nói với mấy chị hôm qua, nói bà nội thi ra vậy. Bà nội nói em thi đậu rồi chị Mai ơi. Bà nội sao học giỏi vậy, tôi chị vô rớt hết trơn à. Sao biết không, tại vì á, ở Việt Nam mình chị học giỏi lắm. Mà bà đâu có cho đọc đâu, viết không à, thì nó nghe không được. Còn Sáu ở đây Sáu nghe được. Chị vô nó hỏi chị không biết gì trả lời trơn, cho chị ra trơn. Bà nội mừng quá, về cho nó mừng quá. Cái tới ngày bà nội đi ăn tiền già, cái bà nội dặn dưỡng Úc vô gì má không biết, con nói gì má nghe, tại má dở quá. Cái vô dùng bà hỏi bà nội vấn đề, bà nội đâu biết đâu, bà nội nói mình nó sang tà ngon. Cái bà nói sao bà nói tiếng Pháp vậy, cái bà nội trả lời bà nói em sorry. Cái hỏi qua đây mày có đi học không, bà nội nói yes. Cái bà hỏi bà học ở đâu, bà nội bà theo bà núi center. Bà hỏi ở Trish, bà hỏi đại gì bà nghe, bà nói street, bà nội đâu biết đâu, tại vì bà nghĩ cái chắc đường quá, tại vì mới qua cũng đâu có giỏi gì. Bà nói khởi đi thêm em bên yêu. Cái bà nói hiện tại giờ mày làm gì, tao nói ai thích khen mai lên chiếu răng. Cái bà hỏi ăn tiền già rồi còn thích khen nữa không, bà nói trả lời no. Cái bà cho bà nói đậu, bà nó mừng quá đưa ra hỏi Dũng sao mà em con không nói gì cho má trơn vậy, con thấy má nói hết trơn rồi con có nói gì được đâu, bà hỏi má mà đâu hỏi con đâu. Nhớ thì vui quá, hôm nay chín mai tối đâu mà còn nhớ là vui quá.